các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để claim được một đầu cộng đồng token bất kỳ khi mà mình đăng kênh đăng video lên kênh YouTube và được để cái nội dung mô tả để claim token ở phần dưới mô tả của video nha. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimirob.net, link truy cập website thì được mình để phần dưới mô tả của video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo mình. Thì ở trên đây là cái nội dung là được ghim lên trên đầu tiên là những cái kèo xổ số có thể đem lại cho các bạn cơ hội x nhiều lần tài khoản. Thì các bạn cố gắng không mua nhiều thì mua ít, và những cái kèo này được mình thống kê lên trên đây nó có cơ hội x về sau rất tiềm năng rất là lớn nha. Ví dụ như con kèo con up móc móc swap này thì nó đã list được 4 sàn như sàn bit bybit bitforex chúng ta litecoin coin market cap coin peco nha. Các bạn cố gắng có thể dành rất nhiều tiền ra để mua nha. Ví dụ như ở đây mình cũng có đã hầu tương đối là nhiều, ví dụ như là anh nha sâu cho các bạn xem để các bạn có thể có niềm tin để theo mình, một cái cơ hội rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đây con móc này mình đã hold một cái giá trị tại tại định giá cái sàn của nó là 21.000 đô, giá như giá hiện tại bây giờ là được nhưng mà để trên coin market cap. Đây là một ví, đây là một ví tiếp theo nha, đâu còn hai ba ví nữa cơ. Đây nha, đây là các bạn là cố gắng mình hầu là đi khoảng 5B hơn 5BLB thì các bạn cố gắng cho mình nha. Thì đấy là một cơ hội tốt cho các bạn thôi, tốt nhất muốn đem lại cho các bạn cái lợi nhuận cao nhất thôi. Còn con thứ hai là cái con box swap này cũng đã list lên sàn CoinMarketCap rồi và cơ hội của nó cũng là cũng khá khá được nhé. Ví dụ như đây thì thôi con này mình để sau đây không mất thời gian. Còn cái kèo Shiba Inu này là cũng là ăn chắc còn khoảng 70%, các bạn cố gắng để làm nhé. Con cốp swap cũng thế này. Đấy, các bạn cố gắng nếu mà có số lượng tiền khoảng 1-200 đô thì các bạn chia ra để mua nha. Rồi thì muốn claim được một đồng token bất kỳ thì các bạn vào website claimirob.net nha. Các bạn nhấp vào đây, nhấp nút copy contract này từng cái một, các bạn quay sang ví của các bạn MetaMask hoặc Bitcoin Wallet của các bạn nha. Các bạn import token và dán cái địa chỉ của nó vào cái token này đó, chúng ta token xin lỗi các bạn nha, để mình quay lại cái chỗ này mình sâu hết cho chỗ này ra cả. Rồi được cái đồng tộc đồng này mình đã claim rồi nên là mình sẽ không còn làm nữa, để mình thử lại cho các bạn các đồng khác nhé. Đầu tiên các bạn copy contract này, sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc cái chút đấy lát của các bạn nhé, mã dán vào và import token vào nhé. Rồi các bạn quay trở lại lấy con thứ hai, nếu con nào các bạn đã claim rồi thì các bạn không claim đấy nha, các bạn đã dán vào, các bạn import token vào nhé. Rồi con thứ ba đó, các bạn cứ dán vào để chờ có thể có ít nhiều lần tài khoản từ sau nhé. Rồi sau khi đã dán được đây mình đã dán được hai con, một bot rdogger, một rdogger. Rồi thì các bạn nhấp vào đây, nhấp nút nhận token nhé. Đó, nhập nguyên nhận token này, sau đó nó sẽ mở ra web thì các bạn làm đây nó có cái lối ví thì các bạn nhấp tiếp theo, nhấp cái lối nhé.
cao su phần bên dưới này. Các bạn mua thì bạn nhấp vào phần này để mua, còn các bạn nhận Anadrop thì nhấp vào này, nhận Anadrop. Rồi nó hiển thị lên bảng Viga để kết nối thì các bạn nhấp xác nhận nhé. Rồi xong web này các bạn cũng tìm tới cái phần yêu cầu Anadrop nhé. Yêu cầu này, mua này, yêu cầu này, yêu cầu Anadrop. Rồi nó có yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Rồi hiện lên dịch bản thứ ra, các bạn nhấp xác nhận nhé. Rồi mình đã claim được 10.000 đồng token R Dogger, 10.000 đồng token đồng Dogger và 100 đồng token Butter, 100 đồng token Butter. Rồi đã hiện lên rồi nhé. Thì nội dung cụ thể thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình vừa nãy thôi. Copy một loạt con chắc dán vào ví của các bạn và nhấp một nhật token để mở ra trong web và bạn claim. Cái cột bên cánh tay phải đây là những cái dự án Anadrop đặc biệt và nó sắp sửa kết thúc nha. Các bạn cố gắng vào đây để tham gia. Cố gắng vào đây để tham gia những kèo là chưa, các bạn chưa tham gia thì các bạn nhấp vào con chắc này, dán vào ghi của các bạn và chấp nhận tôi cần để nhận một loạt nha. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn nào chưa có tài khoản sàn giao dịch như Binance, MXC, Gate, Remitelo và nhiều tài khoản sàn giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nha. Thì video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.